Cái nước rửa kính nó là mã là 46 nhá, tỷ lệ pha là 140. Thì cái này sử dụng lau bên kính trong của xe, kính trong xe, và mình đổ trực tiếp để bán cho khách hàng, đổ vào khoang động cơ nhá. Không xịt trực tiếp vào kính mà xịt trực tiếp vào khăn này. Không xịt vào kính mà xịt trực tiếp vào khăn nhá. Xong mình lau, lau ngang, lau dọc nhá. Đó, xong mình lật lại khăn này. Lật lại lau khô luôn, khô gioăng luôn nhé. Tất cả kính đều như vậy hết.